Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một cặp vợ chồng tốt bụng. Một ngày nọ, người vợ báo cho chồng mình một tin vui rằng nàng đang mang thai. Khi hay tin, chồng nàng vui mừng tới mức hứa rằng sẽ làm mọi việc cho nàng. Và một ngày, người vợ nói với chồng rằng mình thèm ăn một chút rau diếp giòn. Nếu thiếp không thể ăn loại rau ngon lành trong khu vườn nhà hàng xóm ấy, thiếp sẽ không thể nghỉ ngơi. Thế là người chồng đi tới vườn rau nhà hàng xóm để thỏa mãn mong ước của vợ mình. Nhưng người chồng tội nghiệp không biết rằng người hàng xóm của mình là một mụ phù thủy nguy hiểm tên là Camilla. Không ai biết điều này, nhưng mụ phù thủy đã 150 tuổi. Để duy trì vẻ trẻ trung, Camilla chỉ chạm vào những thứ giác vàng, nên mụ phủ vàng lên mọi thứ trong nhà. Mụ ta bọc bát đĩa, thìa và dĩa, chai lọ, đèn dầu, thậm chí cả chiếc ghế mình ngồi lên. Mọi thứ đều được phủ vàng ròng. Và tối hôm đó, có người gõ cửa nhà mụ. Đó chính là người hàng xóm. Chàng tới hỏi xin một chút rau diếp cho người vợ đang mang bầu. Camilla nói rằng chàng có thể lấy bao nhiêu trong vườn tùy ý. Tuy nhiên, với một điều kiện. Nếu đứa con của anh có mái tóc vàng hoe, anh phải giao nó cho tôi. Người chồng không biết phải làm gì, nhưng anh đã ngu ngốc đồng ý và cầu mong con mình không có tóc màu vàng. Nhưng vài ngày sau đó, người vợ hạ sinh một đứa bé gái kháu khỉnh với mái tóc vàng hoe. Họ đặt tên cho bé là Rapunzel. Bằng cách nào đó, Camilla đã biết đứa bé sẽ được sinh ra với mái tóc vàng hoe, nên mụ đã bắt cóc bé khỏi cha mẹ và đưa về nhà. Mụ phù thủy chăm sóc Rapunzel rất cẩn thận. Mụ chải mái tóc vàng cho nàng, mái tóc mỗi ngày một dài ra. Camilla không bao giờ muốn cắt tóc của nàng, vì mụ thường lấy một lọn tóc dài, nấu chúng trong một chiếc vạt ma thuật và biến tóc thành vàng ròng. Phép thuật của ta biến mái tóc của con bé thành vàng ròng. Ta sẽ mãi mãi trẻ trung. Hoan hô! Sâu trong rừng thẳm, Camilla dùng phép thuật để xây một tòa tháp to, cao, và Rapunzel bị nhốt trong ấy, và mái tóc của nàng sẽ được an toàn. Bên trong tòa tháp không có cầu thang, mà chỉ có một căn phòng nhỏ với một chiếc cửa sổ nhỏ. Rapunzel lớn lên trong căn phòng này. Cô đọc suốt 18 năm, ngoại trừ những lần Camilla tới thăm. Mỗi khi Camilla tới thăm nàng, mụ sẽ gọi vọng lên từ dưới đất. Rapunzel! 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 Hãy thả mái tóc vàng của con xuống đây đi! Rapunzel sẽ thả bím tóc siêu dài của mình xuống cửa sổ. Và Camilla sẽ bám vào đó mà trèo vào tòa tháp. Mẹ ơi, vì sao tòa tháp này không có cầu thang? Vì sao con không thể xuống đất và chơi đùa cùng hoa cỏ và muôn thú? Con gái với mái tóc vàng tuyệt đẹp của mẹ, đây là cách duy nhất để mẹ có thể bảo vệ con khỏi thế giới xấu xa kia. Có rất nhiều loài thú dữ ngoài kia và cả những sinh vật độc ác nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với con gái thì mẹ cũng không thể sống nổi mất.
Một ngày nọ, Rob, chàng hoàng tử túng tú của vương quốc, người ra đời cùng ngày với Rapunzel, cưỡi ngựa đi dạo trong khu rừng. Hoàng tử nghe thấy tiếng hát trong rừng và lắng nghe cẩn thận. Giọng hát này đúng là một giọng hát quá hay. Ha ha, tiến lên nào. Chàng đi theo giọng hát bí ẩn ấy cho tới khi nhìn thấy chân tòa tháp nơi Rapunzel đang sống. Khi nghe thấy tiếng hát bên cửa sổ tòa tháp, chàng lập tức phải lòng nàng. Chàng nhìn quanh tìm cửa vào tháp nhưng không tìm thấy gì. Và đúng lúc đó, Camilla cũng xuất hiện tại tòa tháp, nên hoàng tử phải trốn sau bụi cây. Và chàng đã nghe danh mụ là một mụ phù thủy xấu xa độc ác. Ôi không, đó là Camilla, mụ phù thủy độc ác. Mụ đang làm gì ở đây? Rapunzel, hãy thả mái tóc vàng của con xuống đây. Rapunzel thả mái tóc dài của nàng xuống để Camilla trèo lên. Ngày hôm sau, hoàng tử quay lại tòa tháp, nhưng khi tới nơi, chàng cố nhại giọng của mụ phù thủy và gọi vọng lên tháp. Rapunzel, hãy thả mái tóc vàng của con xuống nào. Rapunzel nghĩ giọng nói này có vẻ lạ, nhưng vẫn thả tóc xuống. Hoàng tử Rob nhanh chóng trèo lên mái tóc, tò mò tìm ra giọng hát trong trẻo hôm nọ. Đúng là một chuyến leo trèo đầy tóc. Rapunzel hoảng sợ khi nhìn thấy hoàng tử. Anh là ai? Anh là ai? Anh tới đây bằng cách nào? Ta là hoàng tử Rob. Ta tưởng nàng đang gặp rắc rối với mụ phù thủy mà thôi, cho nên... Ôi, không, tôi là Rapunzel. Đáng ra tôi không nên thả tóc xuống. Tôi không quen anh, mẹ tôi dặn là người lạ là những sinh vật nguy hiểm. Ôi không, hãy rời khỏi đây đi. Đừng lo, tôi không phải người xấu hay là một sinh vật. Tôi chỉ vô tình nghe thấy tiếng hát trong trẻo của cô và muốn biết mụ phù thủy định làm gì mà thôi, nên tôi nghĩ mình tới đây để giải cứu cô. Lời của hoàng tử xoa dịu trái tim của Rapunzel và nàng bắt đầu bớt sợ chàng hơn. Tiểu thư Rapunzel, nàng có muốn cùng ta xuống tháp để ngửi hương hoa, đi dạo trong rừng và gặp những loài thú tuyệt đẹp hay không hả? Rapunzel đã muốn khám phá thế giới bên ngoài nhiều năm trời, nên nàng chấp nhận lời mời của hoàng tử ngay lập tức. Em có ý này, có thể giúp cả hai chúng ta rời khỏi tòa tháp. Vào ngày hôm sau, mụ phù thủy độc ác Camilla tới tòa tháp và chuẩn bị gọi Rapunzel thì mụ thấy mái tóc dài ống ả của nàng đã hạ xuống sẵn từ đỉnh tháp. Chắc con bé này đã thấy mình tới và hạ sẵn tóc xuống đây mà. Camilla bắt đầu trèo lên đỉnh tháp, thì mụ nghe thấy tiếng vó ngựa. Mụ nghĩ rằng có ai đó đang lại gần, nhưng mụ không muốn để tâm thêm và tiếp tục trèo tiếp vì muốn gặp Rapunzel càng nhanh càng tốt. Khi mụ leo lên phòng của Rapunzel, mụ rất đổi kinh ngạc. Rapunzel không còn ở đó nữa. Nàng đã cắt bỏ mái tóc và bỏ trốn khỏi tòa tháp. Vàng ròng của ta, vàng của ta biến mất rồi. Ôi không. Rapunzel đã cắt bỏ mái tóc của mình và thắt nó vào chiếc móc sắt trên tường tòa tháp, để nàng và hoàng tử có thể trèo xuống cùng nhau. Camilla một mình trong tòa tháp, tuyệt vọng chạm vào mái tóc đã bị cắt rời của Rapunzel. Không, nó không còn công hiệu nữa vì tóc đã bị cắt rồi.
mái tóc phải còn gốc mới có thể trở thành vàng ròng được. Trong khi ấy, hoàng tử Rớp và Rapunzel đã tới lâu đài của hoàng tử. Và chàng kể lại mọi chuyện cho cha mẹ mình nghe, đức vua và hoàng hậu. Nhà vua nói rằng ngài đã từng nghe nói tới cái tên Rapunzel từ một người nông dân già và vợ mình, nên hoàng tử lập tức đưa Rapunzel tới ngôi nhà cũ của cặp vợ chồng mất đứa con tên Rapunzel. Ngay khi cặp cha mẹ tội nghiệp của nàng mở cửa và nhìn thấy Rapunzel, họ lập tức nhận ra nàng. Con gái mẹ, con gái yêu của mẹ, ta tìm thấy con rồi. Mụ phù thủy độc ác ấy đã bắt con đi khỏi chúng ta. Đã nhiều năm trôi qua rồi, cuối cùng con cũng đã trở về nhà. Chúng ta là gia đình thật sự của con đây. Rapunzel rất hạnh phúc khi gặp lại gia đình đích thực của mình. Và bạn nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với Camilla, kẻ bị bỏ lại trên tòa tháp không có vàng ròng? Ta sẽ tìm ra ngươi, Rapunzel. Ta sẽ săn tìm ngươi để có được mái tóc có thể biến thành vàng ròng.